chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu. Thầy là An Văn Long, giáo viên trường Trung học phổ thông Thuần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Thầy rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài mới, thầy và các em cùng ôn lại kiến thức của chương trình hình học lớp 11, khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Qua bài toán sau. Cho hình hộp chữ nhật ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Có AB bằng AD bằng 2, A phẩy bằng 4. Tính khoảng cách từ D phẩy tới mặt phẳng D, A phẩy, C phẩy. Thầy tin rằng rất nhiều em đã nghĩ ngay ra cách giải. Ta thấy rằng mặt đáy A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là hình chữ nhật. Có A phẩy, D phẩy bằng A phẩy, B phẩy bằng 2, do vậy nó là hình vuông. Cho nên thầy có thể dựng như sau. Có Y là giao điểm của A phẩy, C phẩy và B phẩy, D phẩy. Thầy kẻ D phẩy H vuông góc với DI tại H. Ta sẽ chứng minh được D phẩy H chính là khoảng cách từ D phẩy tới mặt phẳng D, A phẩy, C phẩy. Để tính được D phẩy H, chúng ta sẽ áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông D phẩy, DI. Với D phẩy H là chiều cao. Như vậy ta sẽ có hệ thức như sau. 1 trên D phẩy H bình bằng 1 trên D phẩy Y bình cộng với 1 trên D phẩy D bình. Do tam giác D phẩy A phẩy C phẩy là tam giác vuông với D phẩy Y là đường cao. Tương tự như vậy, ta sẽ có hệ thức 1 trên D phẩy A phẩy bình cộng 1 trên D phẩy C phẩy bình cộng với 1 trên D phẩy D bình. Các em thay số vào, ta sẽ được kết quả là bằng 4/3. Vậy có cách giải nào nhanh hơn nữa không? Thầy xin giới thiệu với các em một cách giải siêu nhanh trong buổi học ngày hôm nay nhé. Bài học của chúng ta hôm nay, phương trình mặt phẳng, tiết thứ 3, mục thứ 4, khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Trước tiên, thầy và các em xét bài toán sau. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ, cho mặt phẳng P có phương trình AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0 và điểm M0 có tọa độ X0, Y0, Z0. Tính khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng P. Trước tiên, ta gọi H là hình chiếu vuông góc của M0 trên mặt phẳng P. Như các em đã biết, M0H chính là khoảng cách từ điểm M0 tới mặt phẳng P. Ta thấy rằng vector HM0 và vector pháp tuyến N của mặt phẳng P thì cùng phương. Do vậy, góc giữa hai vector HM0 và vector N bằng 0 độ hoặc bằng 180 độ. Mà cốt của 0 độ bằng 1, cốt của 180 độ bằng -1. Như vậy, trị tuyệt đối cốt góc giữa vector HM0 với vector pháp tuyến N sẽ bằng 1. Vì vậy, thầy sẽ có trị tuyệt đối tích vô hướng của vector HM0 và vector pháp tuyến N sẽ bằng độ dài vector HM0 nhân với độ dài vector pháp tuyến N. Đến đây, chúng ta thay biểu thức tọa độ của tích vô hướng vào và do điểm H thuộc mặt phẳng P nên thầy sẽ thay trừ AXH trừ BIH trừ CZH bằng D. Ta sẽ được độ dài vector HM0 nhân với độ dài vector pháp tuyến N bằng trị tuyệt đối của AX0 cộng BI0 cộng CZ0 cộng D. Đến đây,
thầy sẽ thay độ dài của vector pháp tuyến n bằng căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình và chia xuống thì thầy được độ dài vector hm0 bằng trị tuyệt đối của ai0 cộng b0 cộng cz0 cộng d chia cho căn bậc 2 của a bình cộng b bình cộng c bình. Độ dài của đoạn hm0 thì chính là bằng độ dài của vector hm0. Như vậy thầy có được khoảng cách từ điểm m0 tới mặt phẳng p được cho bởi công thức như trên bảng. Và đây cũng chính là nội dung định lý trong sách giáo khoa hình học lớp 12 cơ bản, trang 78. Các em mở sách ghi cho thầy định lý. Ta thấy rằng công thức tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng trong không gian sẽ tương tự giống với công thức tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng trong tọa độ phẳng. Để giúp các em nắm chắc công thức và áp dụng được vào giải toán, thầy và các em cùng xét các ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, các em tính cho thầy khoảng cách từ điểm M có tọa độ 2, 4, 3 tới mỗi mặt phẳng sau. Mặt phẳng thứ nhất là mặt phẳng P có phương trình 2x trừ y cộng 2z trừ 9 bằng 0. Đối với phương trình này, ta áp dụng trực tiếp công thức. Đến đây các em có thể kết hợp với bấm máy tính và cho ta kết quả bằng 5. Các em tính tiếp cho thầy khoảng cách từ M tới mặt phẳng đặc biệt OIZ có phương trình x bằng 0. Trường hợp này các em sẽ thấy ngay hệ số của B, C, D là bằng 0. Như vậy, áp dụng công thức, ta được kết quả là bằng 2. IC, các em tính cho thầy khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng alpha cho bởi phương trình đoạn chắn sau. X trên 1 cộng Y trên trừ 2 cộng Z trên trừ 3 bằng 1. Với phương trình này, ta chưa áp dụng được ngay công thức. Vì vậy, ta thường chuyển về dạng phương trình 6X trừ 3Y trừ 2Z trừ 6 bằng 0. Đến đây, các em tính trực tiếp công thức được kết quả bằng 0. Các em để ý một chút. Khi thầy thay tọa độ của điểm M vào phương trình mặt phẳng alpha 2 trên 1 4 trên trừ 2 trừ 3 trên trừ 3, ta được kết quả bằng 1. Tức là điểm M của tôi thuộc mặt phẳng alpha. Đấy chính là nội dung của nhận xét thứ nhất. Khi điểm M thuộc mặt phẳng P thì khoảng cách từ M tới P bằng 0. Các em quan sát ý B. Khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng OIZ có phương trình x bằng 0 là bằng 2. Bây giờ chúng ta tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng OXY thì cho kết quả là bằng 3. Như vậy sẽ bằng trị tuyệt đối của ZM. Tương tự như vậy, các em tính khoảng cách từ điểm M cho tới mặt phẳng OXZ, kết quả sẽ bằng trị tuyệt đối của 4, tức là bằng 4. Như vậy, chúng ta có nhận xét thứ hai như sau. Cho điểm M có tọa độ XM, IM, ZM, khoảng cách từ M cho tới mặt phẳng OXY bằng trị tuyệt đối của ZM. Khoảng cách từ M cho tới mặt phẳng OXZ bằng trị tuyệt đối của IM. Và khoảng cách từ M tới mặt phẳng OIZ bằng trị tuyệt đối của XM. Các em ghi lại công thức hai nhận xét cho thầy. Tiếp tục các em tính cho thầy khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song với nhau. Mặt phẳng P có phương trình 2X cộng Y trừ 2Z cộng 4 bằng 0. Và mặt phẳng Q có phương trình 2X cộng Y trừ 2Z
cộng 10 bằng 0. Như các em đã biết, trong kiến thức hình học không gian lớp 11, thì khoảng cách giữa hai mặt phẳng P và Q song song với nhau sẽ bằng khoảng cách từ một điểm thuộc mặt phẳng này tới mặt phẳng còn lại. Như vậy, thầy có thể lấy một điểm M thuộc mặt phẳng P. Khi đó, khoảng cách giữa mặt phẳng P và mặt phẳng Q bằng khoảng cách từ M tới mặt phẳng Q. Cụ thể, từ cái phương trình của mặt phẳng P để xác định một điểm thuộc mặt phẳng, thầy cho x bằng 0, y bằng 0, thầy tính được z bằng 2. Như vậy, thầy sẽ có điểm M có tọa độ là 0,0,2 thuộc mặt phẳng P. Áp dụng nhận xét vừa trên và áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng, thầy tính được khoảng cách từ mặt giữa hai mặt phẳng P và Q cho bởi phương trình trên, kết quả là bằng 2. Các em để ý một chút. Do điểm M có tọa độ 0, 0 và 2 thuộc mặt phẳng P, nên thầy có thể thay 2 nhân với 0 cộng 1 nhân 0 trừ đi 2 nhân 2. Thầy chuyển sang bên này, như vậy thầy bằng trừ 4. Vì vậy kết quả này của thầy có thể viết lại dưới dạng như sau. Bằng trừ 4 cộng với 10 chia cho căn bậc 2 của 2 bình cộng 1 bình cộng với trừ 2 bình. 4 là hệ số D của mặt phẳng P. 10 là hệ số D phẩy của mặt phẳng Q. Đến đây ta rút ra một nhận xét thứ ba như sau. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song P có phương trình AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0 và mặt phẳng Q có phương trình AX cộng BY cộng CZ cộng D phẩy bằng 0. Ở đây điều kiện D và D phẩy phải khác nhau. Do hệ số của X, Y, Z trong mỗi phương trình P và Q tương ứng là bằng nhau, thì công thức khoảng cách giữa hai mặt phẳng này sẽ được tính là trị tuyệt đối của D trừ D phải chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Việc chứng minh nhận xét này cũng thật đơn giản. Giả sử rằng C khác 0, thầy lấy điểm M có tọa độ 0, 0 trừ D trên C sẽ thuộc P. Khi đó khoảng cách giữa P và Q thì bằng khoảng cách giữa M tới mặt phẳng Q. Thay công thức rút gọn thì ta được hệ thức trên. Tiếp tục, các em tính cho thầy bán kính của mặt cầu S tâm Y có tọa độ 1, 1, 3 tới và tiếp xúc với mặt phẳng Q có phương trình X cộng Y trừ Z cộng 4 bằng 0. Trong bài thứ 2, chương 2, hình học lớp 12, các em biết rồi. Điều kiện để mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu là khoảng cách từ tâm cho tới mặt phẳng sẽ phải bằng bán kính. Như vậy, bán kính của mặt cầu chính bằng khoảng cách từ điểm Y tới mặt phẳng Q. Áp dụng trực tiếp công thức, ta tính được bán kính của mặt cầu bằng căn 3. Trở lại ví dụ ban đầu. Như thầy đã hứa, thầy sẽ giới thiệu cho các em một cách giải có thể hiệu quả hơn cho bài toán của chúng ta qua ví dụ 4 sau. Đây là ví dụ ban đầu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Thầy chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Chọn hệ tọa độ như hình vẽ. Như vậy, điểm D phẩy sẽ đóng vai trò là gốc tọa độ. Do vậy, tọa độ của điểm D phẩy
sẽ là 0, 0, 0. Điểm A phẩy của thầy thuộc tia OX, thuộc tia OX. Độ dài đoạn D phẩy A phẩy là bằng 2. Vì vậy, tọa độ của điểm A phẩy sẽ là 2, 0, 0. Điểm C phẩy thuộc tia OI. Độ dài đoạn D phẩy C phẩy là bằng 2. Do vậy, tọa độ của điểm C phẩy sẽ là 0, 2 và 0. Tương tự như vậy, các em tìm được tọa độ điểm D sẽ là 0, 0, 4. Bài toán sẽ quy về tính khoảng cách từ gốc tọa độ, tính khoảng cách từ gốc tọa độ cho tới mặt phẳng DA phẩy C phẩy là phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn. Ta rút gọn đưa được về dạng 2x cộng 2y cộng z trừ 4 bằng 0. Đây là phương trình mặt phẳng DA phẩy C phẩy. Áp dụng trực tiếp công thức, ta thu lại được kết quả ban đầu, đó là 4/3. Phương pháp thầy vừa giới thiệu cho các em, chúng ta gọi là phương pháp tọa độ hóa. Vậy, trong bài học này, các em cần nhớ những vấn đề sau. Thứ nhất, các em ghi nhớ cho thầy công thức tính khoảng cách từ điểm M0 có tọa độ x0, y0, z0 tới mặt phẳng P có phương trình AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng 0. Khi đó, giá trị x0, y0, z0 các em lấy được từ hoành độ, tung độ và cao độ của điểm M. ABC trong công thức các em sẽ lấy được từ các hệ số của phương trình mặt phẳng P. Thứ hai, các em biết cách tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, chuyển về khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Thứ ba, các em tính được bán kính của mặt cầu khi tiếp xúc với mặt phẳng. Và thứ tư, các em có thêm một phương pháp giải cho các bài toán tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng của hình học không gian lớp 11. Đó là phương pháp tọa độ hóa. Bây giờ, các em sẽ làm nhanh cho thầy mấy câu trắc nghiệm sau. Câu hỏi thứ nhất, trong không gian UXYZ, khoảng cách từ điểm E cho tới mặt phẳng P. Trong trường hợp này, các em để một chút, thầy cho mặt phẳng P hệ số C bằng 0. Như vậy, các em chỉ cần áp dụng trực tiếp công thức, ta được kết quả là 4/5. Như vậy, chúng ta chọn phương án D. Câu thứ hai, các em tính cho thầy khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Trường hợp này, thầy cho dưới dạng đặc biệt, mặt phẳng P và mặt phẳng Q đều khuyết các hệ số A và C. Các em có thể lấy một điểm thuộc mặt phẳng P, sau đó là tính khoảng cách tới mặt phẳng Q. Cụ thể ở đây thầy lấy điểm thuộc mặt phẳng P là -1, 4, 2020. Các em lưu ý một chút. Giá trị 4, y bằng 4. Còn hoành độ và cao độ, các em có thể chọn bất kỳ. Áp dụng trực tiếp công thức thì thầy sẽ được kết quả bằng 5. Hoặc các em có thể áp dụng nhận xét thứ 3 chúng ta vừa mới học thì thầy cũng cho được kết quả là bằng 5. Câu thứ 3 khó hơn một chút. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ có bao nhiêu mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q có phương trình 2x cộng 2y
trừ Z cộng 17 bằng 0. Đồng thời khoảng cách từ điểm Y có tọa độ 1 trừ 2, 3 đến mặt phẳng P bằng 4. Trước tiên chúng ta sẽ khai thác giả thiết là mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q. Như vậy, phương trình của mặt phẳng P sẽ có dạng là 2X cộng 2Y trừ Z cộng D bằng 0. Trường hợp này, do P và Q song song với nhau, nên D phải khác 17. Đến đây, chúng ta khai thác giả thiết khoảng cách từ Y tới P bằng 4. Ta đưa về phương trình chứa giá trị tuyệt đối và được hai giá trị D bằng 17 và D bằng trừ 7. Giá trị 17 không thỏa mãn. Vậy, ta có duy nhất mặt phẳng P là 2X cộng 2Y trừ Z trừ 7 bằng 0. Vậy, phương án ta chọn là phương án C. Đến đây, thầy xin giới thiệu với các em một cách mà Bộ Giáo dục hay làm để soạn các câu hỏi gần tương đương nhau. Thầy sẽ thay giả thiết điểm Y và giá trị 4 bằng các câu hỏi như sau. Có bao nhiêu mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q và tiếp xúc với mặt cầu S có phương trình X trừ 1 tất cả bình cộng Y cộng 2 tất cả bình cộng Z trừ 3 tất cả bình bằng 16. Ở đây điểm Y xuất hiện ở đâu? Điểm Y của chúng ta chính là tâm của mặt cầu S. 1 trừ 2 và 3. Bán kính giá trị 4 xuất hiện ở đâu? Nó chính là bán kính của mặt cầu. Hoặc nâng cao lên một chút nữa, ta có câu hỏi thứ 2. Có bao nhiêu mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q và cắt mặt cầu S có phương trình x trừ 1 tất cả bình cộng y cộng 2 tất cả bình cộng z trừ 3 tất cả bình bằng 25 theo một đường tròn có chu vi bằng 6pi. À, ở đây thì vậy thì điểm Y vẫn đóng vai trò là tâm mặt cầu S. Tuy nhiên, khoảng cách giá trị 4 đây này thì hơi phức tạp một chút. Vì đường tròn giao tuyến có chu vi bằng 6pi, chu vi đường tròn là bằng 2πr, nên bán kính của đường tròn giao tuyến S nhỏ bằng 3. Khi đó, khoảng cách từ tâm mặt cầu cho tới mặt phẳng sẽ bằng căn bậc 2 của r lớn bình trừ r nhỏ bình. Trong trường hợp này, r lớn là bằng 5. Vậy ta vẫn được kết quả là khoảng cách từ Y cho tới P là bằng 4. Với Y có tọa độ là 1, trừ 2 và 3. Về nhà, các em làm cho thầy bài tập số 9, số 10 trong sách giáo khoa trang 81 và làm cho thầy bài toán sau. Cho hình hộp đứng ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có ABCD là hình vuông tam giác A phẩy AC cân độ dài đoạn thẳng A phẩy C bằng 2A, tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng BCD phẩy. Thầy hướng dẫn nhanh câu hỏi này như sau. Các em có thể sử dụng kiến thức của hình ngọc không gian lớp 11, tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng A phẩy BC, vì mặt phẳng D phẩy BC chính là mặt phẳng A phẩy BC. Hoặc các em có thể chuyển khoảng cách từ điểm A sang khoảng cách từ điểm D, vì AD song song với mặt phẳng BC D phẩy. Hoặc các em áp dụng phương pháp tọa độ hóa của chúng ta. Trong trường hợp này, thầy chọn gốc tọa độ là điểm D. Tiêu X cùng hướng với vector DA, tiêu Y cùng hướng với vector DC, tiêu Z cùng hướng với vector DD phải.
thì lưu ý rằng mặt phẳng cần đập của chúng ta là mặt phẳng B, C, D phẩy sẽ song song với trục OX. Bài học của chúng ta đến đây tạm dừng. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em sức khỏe, thành công. Xin chân thành cảm ơn.